những mùa trăng vô quy, vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi. Xin mến chào tất cả các bác. Thì như đoạn đầu video thì các bác đã thấy rồi, em hát trực tiếp trên con vang DBX DSP 990 này và kết nối bằng Bluetooth các bác nhé. Đang kết nối bằng Bluetooth để hát trực tiếp trên chiếc điện thoại. Đấy, các bác có thể nhìn thấy. Và dây rắc kết nối thì các bác có thể nhìn thấy đây. Không có một sợi dây rắc gì kết nối vào các bác nhé. Đang kết nối trực tiếp từ một con vang, xong rồi xuống đẩy thôi anh em nhé. Đấy, không có đầu vang, sử dụng Bluetooth trên chính con vang này. Đấy, để kết nối và phát nhạc và hát karaoke. Đấy, các bác có thể thấy. Đấy, rất là tiện dụng luôn các bác nhé. Thì đối với con vang này thì các bác có thể nghe thấy rồi, chất âm của nó thì cực kỳ là hay và mềm mượt. Tiếng echo và tiếng mic của nó thì rất là hay anh em nhé. Đấy, con này thì cực kỳ là dễ chỉnh, rất là dễ chỉnh cho các anh em như mới chỉnh, tập chỉnh thì con vang này thì cực kỳ là dễ rồi. Với những dòng hát về phần mic thì anh em có thể nhìn thấy đây, mic EQ thì nó sẽ chia nhỏ ra các giải tần 100, 250, 600, 1K, 2,5K đến 6,3K thì để cho anh em có thể tinh chỉnh rất là dễ dàng. Giọng anh em thanh và anh em muốn trầm lên thì anh em có thể tăng các giải từ 100 đến 200Hz này lên để cho giọng ca của mình nó sẽ trầm hơn anh em nhé. Và nếu anh em muốn giọng thanh hơn thì anh em có thể tăng các giải như 4,3K và 6,3K. Thì đối với các giải cao này thì hạn chế, anh em nên hạn chế, không nên sử dụng lạm dụng quá. Bởi vì lạm dụng quá thì nó sẽ gây ra hiện tượng hú rít trên micro anh em nhé. Đấy, anh em không nên lạm dụng quá. Đấy. Và nó có về phần mic effect này thì nó có delay cho hai kênh riêng biệt, delay cho kênh L và delay cho kênh R, và có repeat anh em nhé, repeat và volume limit này thì anh em có thể hạn chế lại, có nghĩa là khóa lại thì nó chỉ to đến mức này thôi chứ không thể nào hơn được. Đấy, ví dụ nhà có trẻ nhỏ thì anh em hạn chế lại mức bé thôi, thì cái volume music này hoặc là volume mic này anh em có thể vặn kịch lên, nhưng mà tiếng mic nó sẽ không vượt quá được tầm này anh em nhé. Đấy, về phần music thì nó cũng có bass, min check và balancer. Lưu ý với anh em, balancer này anh em luôn để cân bằng hướng 12 giờ cho em nhé. Một số anh em là kêu về nhà sẽ bị lệch loa, có nghĩa là một loa kêu to, một loa kêu bé đấy. Thì anh em lên để ý lại cái balancer này cho em. Anh em để lệch sang bên nào thì nó sẽ bị tiếng nó sẽ được thay đổi anh em nhé. Một bên loa to, một bên loa bé đấy ạ. Có lúm chỉnh echo riêng biệt anh em nhé, mic volt, music volt. Và con này nó có tích hợp rất nhiều các công nghệ hiện đại trong con này mà giá thì cực kỳ là tốt. Ví dụ như nó sử dụng hai chip echo của Japan này, có chống hú FX này, có exciter lưng tiếng tích hợp anh em nhé, hai N Hi-Fi chế độ 5.1, và ở bên cạnh nó sẽ có một lúm nhỏ là AUX1 và AUX2. Đây đang sử dụng sang AUX1 anh em nhé. Anh em ấn vào thì nó sẽ chuyển đèn sang AUX2. Đấy, chuyển đèn sang AUX2 thì nó sẽ không có tiếng. Anh em sử dụng Bluetooth thì nó sẽ là AUX1. Đấy, rất là đơn giản và rất là dễ chỉnh. Con này thì nó sẽ có cổng hai cổng cắm mic đằng trước và nó sẽ có một cổng cắm mic gọi là sau. Về tinh chỉnh con này thì anh em có thể nhìn thấy đây. Em có chỉnh qua thôi. Chỉnh qua thôi anh em nhé. Đấy, chỉnh qua rất là ít thôi nhưng độ hay của nó thì đã được kiểm chứng rất nhiều rồi. Anh em có thể nghe qua video. Và em sẽ đi về mặt đằng sau để cho anh em thấy được các cổng đầu ra, các cái cổng kết nối của nó anh em nhé. Và về đằng sau của nó thì anh em có thể nhìn thấy con này nó sẽ hỗ trợ cả cổng quang optical anh em nhé, cổng đồng trục này, cổng quang, cổng đồng trục này, có Bluetooth anh em nhé, Bluetooth để phát nhạc này. Đấy, có các cổng đầu vào music input AUX1 và AUX2. Đằng trước nó sẽ có cái nút nhỏ để chuyển cổng mà em mới giới thiệu cho các bác đi ạ. Đấy, AUX1 hoặc AUX2. Và có cổng output của đầu ra left right. Khi anh em sử dụng dây ca lông này thì anh em có thể sử dụng cho xuống đẩy. Và rắc hoa sen này thì anh em có thể cắm trực tiếp xuống âm ly nhà mình thôi. Rất là đơn giản anh em nhé. Chế độ âm thanh 5.1 sẽ có surround SL và SRR. Và SVK là cổng sub. Có cổng mic 3 sẽ cắm đằng sau anh em ơi. Rất là đơn giản và tiện lợi anh em nhé. FBX chống hú. Đấy, chống hú hay không chống hú. Đấy, nhấn hay nhả ra anh em nhé. Đấy, nút chống hú FBX. Đấy, thì con này hiện tại thì giá là rất tốt tới anh em rồi, 1.500.000 đồng, bao ship và tặng dây rắc đầy đủ, bảo hành cho anh em 12 tháng, lỗi sẽ được đổi mới trong 1 tháng đầu. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới.
Anh em nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để những thông báo mới nhất về các video bên em. Rồi chào tất cả các bác và hẹn các bác ở các clip lần sau ạ. Còn đường xưa em đi vang lên mái tập thể, ngõ hồn dân tái tình. Anh là thơ vô quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trắng vô quy, vì mưa gió không về, chiến trường anh bước đi. Có là quen đôi khi ngóng theo đường vắng hoe, hỏi còn ai cố chi. Em ơi, nhìn gió lên khơi, lòng có trông vời một người xa cuối trời. Nơi đây biển gác cánh dài, em ấp đôi đời mình còn nhớ